Chào mừng các em đến với lớp học vật lý cùng cô Phượng, trường trung cơ sở Nguyễn Du, thành phố Thái Nguyên. Các em học sinh thân mến, trước khi vào bài hôm nay, xin các em hãy quan sát hình ảnh sau. Đây chính là công trình thế kỷ, đường dây tải điện 500 kV Bắc Nam, một công trình đường dây truyền tải điện năng siêu cao áp 500 kV đầu tiên tại Việt Nam, có tổng chiều dài là 1.487 km, kéo dài từ Hòa Bình đến thành phố Hồ Chí Minh. Mục tiêu xây dựng công trình là nhằm truyền tải lượng điện năng dư thừa từ miền Bắc Việt Nam để cung cấp cho miền Nam và miền Trung Việt Nam, lúc đó đang thiếu điện nghiêm trọng. Còn đây chính là đường dây tải điện từ huyện đến xã, có hiệu điện thế lên tới 15.000 V. Và người ta gọi đó là những đường dây cao thế. Những đường điện cao thế này đều sử dụng dây trần và không có vỏ bọc cách điện. Vì vậy mà ở gần các đường dây cao thế này rất nguy hiểm. Như vậy, đường dây truyền tải điện năng có thể có hiệu điện thế lên tới hàng nghìn vôn. Nhưng các đồ dùng điện trong gia đình chúng ta đang sử dụng như tủ lạnh, máy giặt, nồi cơm điện, TV, điều hòa, lò vi sóng v.v. đều sử dụng hiệu điện thế là 220V. Hay các nhà máy công nghiệp nhẹ thì cần hiệu điện thế là 380V. Vậy tại sao phải xây dựng các đường dây cao thế vừa tốn kém lại vừa nguy hiểm? Để trả lời câu hỏi đó, chúng ta cùng nghiên cứu bài học hôm nay, bài 36, truyền tải điện năng đi xa. Trước tiên, cô và các em sẽ cùng nhau tìm hiểu phần 1 La Mã, sự hao phí điện năng trên đường dây truyền tải điện. Các em hãy suy nghĩ và kể tên một số nhà máy sản xuất điện năng tại Việt Nam. À, đúng rồi, nhà máy thủy điện thì có thủy điện Hòa Bình, thủy điện Lai Châu, thủy điện Sơn La, thủy điện Tuyên Quang, vân vân. Còn nhà máy nhiệt điện thì có nhiệt điện Cẩm Phả, nhiệt điện Ninh Bình và còn nhiều nhà máy sản xuất điện năng khác nữa. Ở Thái Nguyên thì có nhà máy sản xuất điện năng nào? À, đúng rồi, có nhà máy nhiệt điện An Khánh, nhiệt điện Cao Ngạn. Và các nhà máy điện này đều được xây dựng ở gần các nơi có sẵn nguồn nhiên liệu phong phú như các đập hồ để chứa nước này, mỏ than khí đốt vân vân. Chính vì vậy mà để truyền tải điện từ các nhà máy đến nơi tiêu thụ thì cần phải dùng dây dẫn điện. Đây chính là một phương án tối ưu so với việc vận tải các nhiên liệu có dự trữ các dạng năng lượng khác như than đá, dầu lửa. Tuy nhiên, trong quá trình truyền tải điện năng đi xa bằng dây dẫn thì có sự rơi xuất, có sự mất mát nào hoặc được không? Đúng rồi, vì dây dẫn có điện trở nên theo định luật Siemens quy tỏa bằng I bình R nhân T, và trong đó quy tỏa này chính là nhiệt lượng tỏa ra khi đường dây dẫn, nên trong quá trình truyền tải điện năng đi xa sẽ có sự đoạt nhiệt trên đường dây, và đây chính là phần điện năng bị hao phí. Như vậy, khi truyền tải điện năng đi xa bằng đường dây dẫn sẽ có một phần điện năng hao phí do hiện tượng tỏa nhiệt trên đường dây. Nếu chúng ta nghe sẽ đi dài vào bờ. Vậy có cách nào để giảm được điện năng hao phí trong quá trình truyền tải hay không? Vậy thì để tìm hiểu, chúng ta cùng nhau vào phần một nhỏ tính điện năng hao phí trên đường dây tải điện. Để tìm hiểu xem điện năng hao phí do tỏa nhiệt trên đường dây tải điện sẽ phụ thuộc vào những yếu tố nào, và từ đó chúng ta tìm biện pháp để làm giảm hao phí, thì cô và các em sẽ cùng nhau làm bài tập sau. Bài tập: giả sử mong muốn truyền tải một công suất điện P bằng một đường dây có điện trở R và đặt vào hai đầu đường dây hiệu điện thế U, hãy lập công thức xác định xem công suất hao phí do tỏa nhiệt phụ thuộc như thế nào vào các yếu tố P, U và R. Vậy bài tập này cho chúng ta biết đại lượng nào và yêu cầu chúng ta điều gì? À, đúng rồi, bài tập này cho chúng ta biết này, công suất điện P chính là công suất điện cần truyền tải này, điện trở R và hiệu điện thế U. Và yêu cầu chúng ta là lập công thức xác định xem công suất hao phí do tỏa nhiệt sẽ phụ thuộc như thế nào vào ba yếu tố này.
để làm bài tập này thì các em hãy nhớ lại công thức tính công suất điện mà chúng ta đã được học ở bài 12, sách giáo khoa trang 34. Ta có này, công suất của dòng điện, em sẽ được học được tính bởi công thức P bằng U nhân Y, cô ký hiệu là 1. Và từ 1 này thì chúng ta sẽ suy ra Y bằng P chia cho U ký hiệu là 2. Mặt khác, công suất tỏa nhiệt trên đường dây dẫn có điện trở R khi có cửa dòng điện Y chạy qua là P bằng R nhân Y bình. Và đây chính là công suất thao phí. Cô ký hiệu đây là công thức số 3. Sau đó chúng ta thay 2 vào 3 thì ta có P hao phí sẽ bằng R nhân với Y bình, thì Y bình được thay bởi P bình chia cho U bình. Như vậy, P hao phí bằng R nhân P bình chia U bình, đây là công thức số 4. Vậy ở công thức số 4 này thì chúng ta đã xác định được công suất hao phí sẽ phụ thuộc vào 3 đại lượng, đó là R, P và U. Và đây cũng chính là công thức mà chúng ta cần tìm. Vậy từ công thức tính công suất hao phí do tỏa nhiệt, tem có thể tính được cái điện năng hao phí trên đường dây tải điện qua công thức. A hao phí sẽ bằng P hao phí nhân T. Trong đó P hao phí được thay bởi công thức là R nhân P bình chia cho U bình. Như vậy chúng ta sẽ có A hao phí bằng R nhân P bình chia U bình và nhân với lại tất cả thì T, và cô ký hiệu đây là công thức số 5. Như vậy thì chúng ta đã tìm được công thức tính công suất hao phí do tỏa nhiệt là công thức số 4 và công thức tính điện năng hao phí trên đường dây tải điện là công thức số 5. Các bạn sẽ ghi hai công thức này vào vở. Dựa vào công thức số 5, các bạn thấy rằng để giảm hao phí trong quá trình truyền tải điện năng thì chúng ta phải làm như thế nào? Các bạn quan sát, T này là đại lượng không đổi vì thời gian truyền tải điện năng bằng đường dây dẫn là không đổi. Do đó, để giảm điện năng hao phí thì chỉ có cách là chúng ta giảm P hao phí. Vậy để giảm P hao phí này thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Thì xem chúng ta cùng nhau tìm hiểu ở phần hai nhỏ là cách làm giảm hao phí. Dựa vào công thức số 4 là công suất hao phí do tỏa nhiệt. P hao phí bằng R nhân P bình chia cho U bình. Xem hãy cho cô giáo biết là để giảm P hao phí này thì chúng ta phải làm như thế nào? Biết P là công suất cần truyền tải đã xác định và không đổi. Đúng rồi. Vậy để giảm P hao phí này thì có hai cách là gì ạ? Chúng ta chỉ có thể đó là giảm R điện trở của dây hoặc là tăng U bình, có nghĩa là chúng ta đi tăng hiệu điện thế U đặt vào hai đầu đường dây. Vậy trong hai cách này thì cách nào sẽ là phương án tối ưu? Vậy sau đây cô và các em sẽ cùng nhau tìm hiểu xem cách nào là tối ưu nhé. Cách 1, muốn giảm điện trở R của dây thì phải làm gì? Các em hãy nhớ lại công thức tính điện trở của dây dẫn khi biết chiều dài tiết điện và vật liệu làm dây. R sẽ bằng rho L trên S. Vậy qua công thức này các bạn thấy rằng đại lượng rho ấy, tức là vật liệu làm dây thì đã chọn trước rồi. Chiều dài thì không đổi bởi vì cái khoảng cách truyền tải điện từ vị trí A sang vị trí B bằng đường dây dẫn là không đổi. Sau đó để giảm R của dây chỉ có thể là tăng S tiết điện của dây. Vậy thì khi tăng tiết điện của dây sẽ gặp những khó khăn gì? Cô sẽ lấy một cái ví dụ này để cho em dễ hiểu nhé. Ví dụ như sau, bây giờ cô giáo muốn giảm điện trở của dây 100 lần thì tôi sẽ tăng tiết điện của dây lên 100 lần. Vậy chúng ta hãy tưởng tượng xem nếu như tăng tiết điện của dây lên 100 lần thì dây nó sẽ to như thế nào. Đúng không ạ? Dây sẽ rất to này, cồng kềnh, khối lượng rất lớn, trọng lượng lớn.
Vậy thì cần một số tiền cũng lớn để mua cái khối lượng dây đó. Và dây lại nặng, dễ gãy, do đó cũng cần phải có hệ thống cổng điện lớn. Như vậy thì cái số tiền tăng thiết của dây còn lớn hơn so với điện hình học phí. Như vậy thì cái cách một là toàn điện trở của dây này là không khả thi. Chúng ta tìm hiểu tiếp cách hai nhé. Các em thấy rằng dựa vào công thức tính công suất hao phí thì các bạn thấy là công suất hao phí này sẽ tỷ lệ nghịch với bình phương hiệu điện thế. Thế do đó, giả sử phi hiệu điện thế chỉ cần tăng lên 2 lần thì công suất hao phí đã giảm được 4 lần. Hiệu điện thế tăng 10 lần thì công suất hao phí sẽ giảm 100 lần. Như vậy, cái cách tăng hiệu điện thế U này thì công suất sẽ giảm đi rất là nhiều. Vậy thì muốn tăng hiệu điện thế U thì chúng ta phải giải quyết vấn đề gì? À, ta phải chế tạo máy tăng hiệu điện thế để tăng hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn đó. À, và để tìm hiểu về cái máy máy tăng thế này thì các em sẽ học ở bài sau, bài 37 máy biến thế. À, như vậy thì để giảm hao phí điện năng cho tỏa nhiệt trên đường dây tải điện thì cách tốt nhất là chúng ta tăng hiệu điện thế đặt vào hai đầu đường dây. Và đây cũng chính là kết luận của bài. Em giờ vợ ta ghi cái phần kết luận này vậy thì qua bài học ngày hôm nay thì chúng ta cần nắm được các nội dung kiến thức cơ bản nào? À, các em cần nắm được này. Nội dung thứ nhất là các em cần nắm được ở trong quá trình truyền tải điện năng đi xa sẽ có một phần điện năng bị hao phí do hiện tượng tỏa nhiệt trên đường dây. Nội dung thứ hai các bạn cần nắm được đó là các cách để làm giảm công suất hao phí. Thì ở đây có hai cách, đó là tăng U và giảm R. Tuy nhiên trong hai cách này thì cách tăng U là cách tốt nhất. Nội dung thứ ba các em cần nắm được công suất hao phí trên đường dây được tính bởi công thức P hao phí bằng I bình nhân R và bằng R nhân P bình chia cho U bình. Và đây chính là ba nội dung các bạn cần nắm được của cái bài học truyền tải điện năng đi xa. Và bây giờ cô và các em sẽ cùng nhau vận dụng kiến thức để làm phần vận dụng. Em sang hai La Mã vận dụng câu C4. Cùng một công suất điện P được tải đi trên cùng một dây dẫn, so sánh công suất hao phí khi dùng điện thế 500.000V với khi dùng điện thế 100.000V. Vậy với bài này chúng ta sẽ có hai cách làm. Cách thứ nhất là các bạn có thể dùng lập luận. Cách thứ hai là các bạn có thể lập tỷ số P hao phí 1 trên P hao phí 2. À, cô giáo sẽ trả lời đúng phương án cách thứ nhất nhé. Còn cách thứ hai các bạn sẽ tự làm. Vì công suất hao phí tỷ lệ nghịch với bình phương hiệu điện thế, nên nếu tăng hiệu điện thế lên gấp 5 lần thì đương nhiên công suất hao phí phải giảm 25 lần. À, tức là công suất hao phí khi dùng hiệu điện thế 500.000V sẽ giảm 25 lần so với khi dùng hiệu điện thế 100.000V. Câu hỏi thứ 5. Trả lời câu hỏi như sau ở đầu bài học. Người ta phải xây dựng đường dây cao thế để giảm công suất hao phí do tỏa nhiệt, để giảm bớt khó khăn vì dây dẫn quá to và nặng. Tiếp tục, em sẽ làm bài 36.1 trong sách bài tập trang 78. Để truyền đi cùng một công suất điện, nếu đường dây tải điện dài gấp đôi thì công suất hao phí vì tỏa nhiệt sẽ như thế nào? Trong bốn phương án này, chúng ta sẽ chọn phương án nào? À, bây giờ cô và các em cùng phân tích nhé. Vậy thì nếu đường dây tải điện dài gấp đôi, có nghĩa là L là tăng lên 2 lần, thì khi đó điện trở cũng sẽ tăng lên 2 lần, đúng ạ? Do đó mà công suất hao phí sẽ phải gì ạ? Tăng lên 2 lần, đó chính là đáp án A. Bài 36.2 sách bài tập trang 78. Trên cùng một đường dây dẫn tải đi cùng một công suất điện với cùng một hiệu điện thế, nếu dùng dây dẫn có tiết điện tăng gấp đôi thì công suất hao phí vì tỏa nhiệt sẽ A tăng 2 lần, B giảm 2 lần, C tăng 4 lần và D giảm 4 lần. Chúng ta chọn phương án nào? À, bây giờ chúng ta cùng phân tích nhé. À, dây dẫn có tiết điện tăng gấp đôi. Nếu như dây dẫn này có tiết điện tăng gấp đôi thì dựa vào công thức R bằng câu L trên S
thì khi đó điện trở sẽ phải giảm 2 lần, đúng không ạ? Và khi điện trở giảm 2 lần thì công suất hao phí sẽ phải giảm 2 lần, vì công suất hao phí tỷ lệ thuận với điện trở. Trong công thức sale thì bằng R nhân T bình chia cho U bình. Vậy chúng ta sẽ chọn phương án mấy ạ? Đáp án mấy? À, chúng ta sẽ chọn đáp án B, giảm 2 lần. À, các em hãy quan sát lên hình ảnh các trạm biến áp và đường dây cao áp tại khu dân cư. Các bạn thấy rằng việc truyền tải năng đi xa bằng hệ thống các đường dây cao áp như thế này này đấy, là một giải pháp tối ưu để giảm hao phí điện năng và đáp ứng yêu cầu truyền đi một lượng điện năng lớn. Vậy thì ngoài ưu điểm trên thì việc có quá nhiều các đường dây cao áp cũng làm phá vỡ cảnh quan môi trường và gây cản trở giao thông và gây nguy hiểm cho người khi chạm phải đường dây điện. Thì các bạn hãy quan sát là hình ảnh của các đường dây điện chằng chịt và các thế chạm đặt biến thế ở cạnh nhà dân. Vậy thì bây giờ làm thế nào để giảm thiểu tác hại của chúng và cảnh quan môi trường không bị phá vỡ? Em có biết có giải pháp nào không? À đúng rồi, à, đó chính là giải pháp là đưa các cái đường dây cao áp xuống lòng đất, đáy biển thì sẽ giảm thiểu tác hại của chúng và không phá vỡ cảnh quan môi trường. À, nếu như các em để ý hiện nay thì trên các đường, các trục đường chính của thành phố Thái Nguyên ấy, đã không còn các cái đường dây điện dài loằng ngoằng ở trên cao nữa. À, thành phố đã tiến hành cho các cái đường dây điện trên cao đó xuống lòng đất để đảm bảo an toàn cho người dân và mỹ quan đô thị. Phần có thể em chưa biết thì các em sẽ tự tìm hiểu nhà nhé. Bài tập về nhà thì các em sẽ tìm hiểu phần có thể em chưa biết, tìm hiểu bài 37 mới biến thế và làm các bài tập từ 36.3 đến 36.8 trong các bài tập. Các em học sinh thân mến, điện năng thì luôn có một vai trò quan trọng trong đời sống và trong sản xuất. Chính vì vậy mà các em phải biết tiết kiệm điện năng khi sử dụng, nhất là trong giai đoạn khó khăn hiện nay của đất nước. Khi dịch bệnh COVID-19 đang hoành hành và biến vô cùng phức tạp, các bác sĩ, những người chiến sĩ thầm lặng ấy trên mặt trận chống COVID-19 đã kêu gọi chúng ta: chúng tôi làm việc vì các bạn hãy ở nhà vì chúng tôi. Chỉ cần các em ở nhà là đã tốt lắm rồi, là đã góp một phần công sức vào công cuộc phòng chống dịch bệnh COVID-19 của toàn xã hội. Vậy khi ở nhà, các em hãy thực hiện theo hướng dẫn và khuyến cáo của Bộ Y tế, thực hiện việc học tập theo sự hướng dẫn của cha mẹ và các thầy cô giáo. Cô và các thầy cô giáo rất nhớ các em. Và cô giáo cũng chúc các em sẽ học tốt. Cảm ơn các em đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.